bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Không còn là tin đồn Dương Dương và Triệu Lộ Tư chính thức xác nhận tái hợp. Khán giả tràn vào chúc mừng cặp đôi Triệu Lộ Tư và Dương Dương vừa nhận tin vui cuối năm. Thả Thí Thiên Hạ là một trong những dự án truyền hình được chú ý nhất giữa năm 2022. Mới đây, cặp đôi chính của phim Dương Dương và Triệu Lộ Tư chính thức nhận tin vui khi Thả Thí Thiên Hạ đoạt nhiều giải thưởng cao quý dù phim đã kết thúc từ lâu. Phim cũng được mua bản quyền phát sóng tại Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội quý báu để fan có dịp nhìn thấy cặp đôi xuất hiện cùng nhau thêm một lần nữa. Là một trong những dự án cổ trang được mong đợi nhất năm 2022, Thả Thí Thiên Hạ đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Phim thu về loạt thành tích khủng, nhận cơn mưa, lời khen về mặt nội dung, diễn xuất và chỉ số truyền thông do bộ đôi đỉnh lưu lượng tạo nên. Mới đây, truyền thông xứ Trung đưa tin Thả Thí Thiên Hạ đã xuất sắc giành được giải thưởng, chủ đề được nhiều người nước ngoài đề cập nhất tại hạng mục Editor. Ngoài ra, phim cũng đạt top 1 trong danh sách các phim Trung Quốc ăn khách trên nền tảng Netflix. Đây cũng là phim Trung Quốc đạt số điểm cao nhất trên nền tảng từ trước đến nay với 3,168 điểm. Bên cạnh đó, phim cũng chính thức được mua bản quyền phát sóng lần đầu tại Nhật Bản vào tháng 1 2023 lúc 7:30 tối. Thông tin trên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng dành nhiều lời chúc đẹp dành cho Dương Dương và Triệu Lộ Tư và ekip bộ phim trước tin vui này. Theo đó, khán giả cũng đặt nhiều kỳ vọng vào lần tái hợp của cặp đôi trong những bộ phim tiếp theo. Hiện Triệu Lộ Tư sắp ra mắt phim truyền hình Vụng Trộm Không Thể Giấu, đóng cùng Trần Triết Viễn. Được biết, Triệu Lộ Tư cũng thừa nhận mình sẽ không đóng phim Thanh Xuân Vườn Trường trong thời gian tới, khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Còn Dương Dương, anh sẽ viết tiếp chuyện tình với Vương Sở Nhiên trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Thời gian gần đây, có thông tin Dương Dương và Triệu Lộ Tư sẽ tái hợp trong một dự án truyền hình. Nhưng đây chỉ là tin đồn, cả hai diễn viên đều chưa lên tiếng xác minh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại.